Bạn muốn làm thương đảm bảo kết quả tuyệt vời 10 điểm 100% thì các bạn có thể mua sẵn cái đỗ thương vàng sẵn cho mình ở đây. Đúng, màu này, một cái dáng này. Xong rồi về bạn ngâm từ 4 đến 7 ngày tùy theo nhiệt độ bên ngoài nhé. À, cái tín hiệu của nó là nước đỗ ngâm 7 ngày 7 đêm, đấy là lý thuyết, đấy là công thức. Thì những năm gần đây thì từ năm ngoái là chúng tôi đã dùng cái nước ngâm đỗ này là nước khoáng kim bôi, thì thấy chất lượng rất là tốt, hương thơm ngon. Thì chúng ta tìm một cái hũ, chúng ta định ngả 10 lít tương, chúng ta tìm cái hũ sành hoặc là hũ thủy tinh, ta cho cái cân đỗ này và cùng với 8 lít nước, 7 lít rưỡi đến 8 lít nước khoáng kim bôi, ngâm đến khi nào cho thấy mùi thơm này, có mùi tương thơm và có nếm cái nước không thấy chua nữa, thấy nó nhàn nhạt ngọt ngọt thì bắt đầu ngả được tương. Có lần tôi làm 5 ngày rưỡi trời nóng, có lần vừa rồi tôi thấy là 4 ngày tôi đã được rồi, bởi vì là trời nóng quá, ở trên để trên nóc tum ấy, mặc dù là che chắn rồi mà nó vẫn có nhiệt độ cao, thì 4 ngày đã được rồi. Thì các bạn ngâm như thế, rồi các bạn mua cái loại đỗ tương rang sẵn này nhá, xong các bạn mua mốc mật, một mặt tương ứng với cái một cân đỗ tương này, theo công thức là một cân đỗ tương 3 cân nếp cho 10 lít tương, thì 3 cân nếp làm thành mốc mật nó khoảng được 7 cân. Ừ, 3 cân nếp thì nó chỉ được khoảng 5 cân thôi, 3 cân thì nó được khoảng 4 cân. Lần này tôi làm tôi thử xem lại một lần nữa xem là 3 cân mốc từ gạo chúng ta làm ra thì nó được khoảng bao nhiêu cân mốc mật nhé. Thì chúng ta trừ đi 4 cân thôi, thường là được 4 cân.